mình không ở trong cái hoàn cảnh của người ta thì không bao giờ có thể có một cái nhận xét gì mà nó có phần nào có thể được. Đó thì em phải học những cái bài học đó. Đó cho để đến bây giờ thì hoàn toàn tuyệt đối không hề dám có một chút gì cái nhận xét là người đó tốt hay là người đó xấu, người đó đúng hay sai, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, không có cấu không bất tịnh. Rồi em mới hồi tưởng lại, rồi anh hai bắt em làm thì đó là cũng đồng thời em hồi tưởng lại từng cái phút, từng cái sự kiện trong cuộc đời thì nó cứ càng rõ hơn thêm. Em nhớ lại những cái ngày ở trong cải tạo, các vị sĩ quan anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi giành nhau từng cái mục đích, phân tươi phân lửa, mình đi cầu xuống cái hố rồi mình đi giành nhau để lấy cái phân, giành nhau đúng không, và có khi cãi nhau và đánh nhau vì giành để mà lấy phân, lấy phân ra bón rau. Nếu mà không có phân thì rau nó không tươi tốt, không đủ chỉ tiêu thì bị kiểu và cũng không có rau để ăn. Cho nên thậm chí là đấy là những người mà trước đây khi mà đeo lon đi hia đổi máu đeo súng đó thì anh hùng lắm, rồi làm ăn chụp diện đờ đó là mánh hung thanh đúng chụp diện, có thể đãi nhau trên cái bữa tiệc rất là đắt tiền. Thế vậy mà bây giờ cuộc đời đã thay đổi, đi dành nhau cũng kích. Em nghĩ rằng là đó thì em thích nói bằng những cái từ nó nôm na như vậy, nó diễn tả nó mới tới anh ha. Cục phân nó chưa diễn tả được, nó dành gì nó là cục kích, đi dành nhau cục kích, đi dành nhau đúng kích và sẵn sàng chửi nhau đánh nhau, bất cấu bất tịnh. Bây giờ không mua bán được và không liên lạc được ai cả, không đi dành nhau cục vàng, có cục vàng y nặng cả ký không ai đi dành vì cục vàng y đó không ăn được, ở trong tù không ăn được vàng, và cái vàng đó không có giá trị trao đổi mua bán gì cả, cho nên không ai đi dành mà dành nhau cục kích, vì cục kích đó có cái giá trị bọn rau và có cây rau mà. Vậy thì bất cấu bất tịnh sao nó thật là ngõ. Nhưng mà các vị mà đại đức bây giờ thượng tọa giảng cái chuyện bất cấu bất tịnh đó giảng như thế nào nó trừu tượng lắm anh ạ. Còn em để em cảm cái chữ đó nó hết sức là hiện thực và nó hết sức là cụ thể. Cuộc đời này có cái gì là sạch, có gì là dơ, có gì là quý, có gì là hèn. Vậy thì có những cái mình nhìn vào mình cảm thấy nó là khốn tha, coi chừng chưa chắc đã là khốn tha. Đó mà các bà sầu riêng, cái dân mà Bắc Kỳ di cư năm 54, rồi những cái người Bắc mà lúc mà vào đây trước như là gia đình em, người ta khui những trái sầu riêng của mình, quay đi. Đó là cái đặc sản của Việt Nam. Rồi có rồi mới gửi cái sầu riêng quý mà tính chừng biết ăn, ăn cái thấy có lý quá, ngon quá, thế là khá giả quý cho nên mới mua cái sầu riêng gửi máy bay Kosara có hồi xưa, định gửi máy bay Kosara về ngoài Bắc để cho bà con ngoài đó ăn đồ quý để mà biết cái miếng ngon của lạ. Gửi về tới ngoài kia khui ra một cái đem quăng, không ai dám ăn cả bởi vì nó cố những cái của bất cấu bất tịnh. Cái cấu đối với người này là cái tịnh đối với người. Vậy thì có cái gì là cấu là tịnh thực đâu, tất cả đều là ảo thế thôi, và tất cả nó đều tùy theo cái tâm thức của mỗi người mà nó cấu hay nó tịnh. Vậy thì cái chuyện mà ngày hôm nay cái quan hệ giữa anh hai với lại một cái người con gái như thế này, cấu hay tịnh, đứa nào lên mặt để mà phê phán này?
ông thượng tọa nào, ông cha nào hay là một cái vị đạo đức nào để mà lên mặt và phê phán cái người đàn ông này, cái cô gái? Bởi vì bất cứ một người nào mà mở miệng ra mà phê phán thì không phải phê phán anh hai, cũng phải phê phán cái cô kia. Em chỉ nghĩ là họ đang phê phán ông trời. Ấy vậy mà trước đây em không hiểu được đó. Cho nên nó cứ chạy mọi cái đây để cho chúng em học.